Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Gợi ý trả lời câu hỏi trang 61 sách giáo khoa bài 14 địa lý 12 câu 1 Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học Gợi ý trả lời Một nhỏ tài nguyên rừng Suy giảm tài nguyên rừng như độ che phủ rừng ở nước ta năm 1943 là 43% Năm 1983 giảm xuống còn 22%. Đến năm 2006 tăng lên đạt 39%. Mặc dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng không ngừng bị giảm sút. Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng theo quy hoạch phải nâng độ che phủ rừng của cả nước lên 45 đến 50%. Vùng núi dốc phải đạt từ 70 đến 80% những quy định về nguyên tắc quản lý sử dụng và phát triển đối với ba loại rừng đối với rừng phòng hộ có kế hoạch biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có gây trồng rừng trên đất trống đồi núi trọc đối với rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học của các vườn quốc gia khu dự trữ thiên nhiên về rừng và khu bảo tồn các loài đối với rừng sản xuất đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng đất rừng, giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân. Nhiệm vụ trước mắt là quy hoạch và thực hiện chiến lược trồng 5 triệu hecta rừng đến năm 2010, nâng độ che phủ rừng lên 43%, sử dụng và bảo vệ đa dạng sinh vật, suy giảm đa dạng sinh vật, tác động của con người làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, đồng thời còn làm nghèo tính đa dạng của các kiểu hệ sinh thái thành phần loài và nguồn gen. Nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước, đặc biệt nguồn hải sản của nước ta cũng bị giảm sút rõ rệt. Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh vật đó là xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên. Ban hành sách đỏ Việt Nam, quy định khai thác về gỗ, động vật và thủy sản. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 61 sách giáo khoa bài 14 Địa lý 12, câu 2 hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng. Gợi ý trả lời. A nhỏ, suy thoái tài nguyên đất. Diện tích đất trống đồi trọc giảm mạnh năm 2006, cả nước chỉ còn khoảng 5,35 triệu hecta diện tích đất hoang đồi núi trọc, giảm gần 1 phần 2 diện tích so với năm 1990. Diện tích đất bị suy thoái vẫn còn rất lớn, Hiện nay có khoảng 9,3 triệu hecta đất bị đe dọa sa mạc hóa. B nhỏ, các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất. Đối với vùng đồi núi, để chống xói mòn trên đất dốc phải áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác nông lâm, làm ruộng bậc thang, đào hố vẫy cá, trồng cây theo băng, cải tạo đất hoang đồi trọc bằng các biện pháp nông lâm kết hợp, bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức định canh định cư cho dân cư miền núi đối với đồng bằng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp đồng thời với thâm canh nâng cao hiệu quả sử dụng đất cần canh tác sử dụng đất hợp lý chống bạc màu lây nhiễm mặn nhiễm phèn bón phân cải tạo đất thích hợp cần có biện pháp chống ô nhiễm làm thoái hóa đất do chất độc hóa học thuốc trừ sâu nước thải công nghiệp chứa chất độc hại chất bẩn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh hại cây trồng Gợi ý trả lời câu hỏi trang 61, sách giáo khoa, bài 14, địa lý 12. Câu 3. Nêu các loại tài nguyên khác cần sử dụng hợp lý và bảo vệ. Gợi ý trả lời. Những tài nguyên cần được sử dụng hợp lý và bảo vệ đó là A nhỏ, tài nguyên nước, tình hình sử dụng, thừa nước gây lũ lụt vào mùa mưa, thiếu nước gây hạn hán vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước. Các biện pháp bảo vệ, tăng độ che phủ, canh tác đúng kỹ thuật trên đất dốc để giữ nước vào mùa mưa, tăng lượng nước thấm vào mùa khô. Xử lý hành chính đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ, dân cư không thực hiện đúng quy định về nước thải nhằm ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm nước. Tuyên truyền, giáo dục cho người dân không xả nước bẩn, rác thải vào sông hồ. B nhỏ, tài nguyên khoáng sản. Tình hình sử dụng. Nước ta có 3.500 mỏ khoáng, phần nhiều là mỏ nhỏ phân tán nhiều nơi khai thác bừa bãi không phép gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường các biện pháp bảo vệ đó là quản lý chặt chẽ việc khai thác xử lý những trường hợp vi phạm luật xe nhỏ tài nguyên du lịch tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở nhiều điểm du lịch khiến cảnh quan du lịch bị suy thoái cần bảo tồn tôn tạo giá trị tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường du lịch khỏi bị ô nhiễm phát triển du lịch sinh thái Bài 15 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Gợi ý trả lời câu hỏi trang 65 sách giáo khoa Bài 15 địa lý 12 Câu 1 Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Vì sao? Gợi ý trả lời Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở sự gia tăng các thiên tai bão lục, hạn hán và sự biến đổi bất thường về thời tiết, khí hậu. Tình trạng ô nhiễm môi trường Nước, không khí và đất đã trở thành vấn đề nghiêm trọng ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, các khu đông dân cư và một số vùng cửa sông ven biển. Đây là hai vấn đề được xác định là quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường vì chúng có tác động lớn đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt cũng như cuộc sống của con người. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 65 sách giáo khoa bài 15 Địa lý 12, câu 2. Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam và biện pháp phòng chống bão. Gợi ý trả lời: Hoạt động của bão ở Việt Nam là mùa bão từ tháng 6 đến tháng 11, có khi bão sớm vào tháng 5 và muộn sang tháng 12 nhưng cường độ yếu. Bão tập trung nhiều nhất vào tháng 9, sau đó đến tháng 10 và tháng 8, chiếm tới 70% số cơn bão trong toàn mùa. Mùa bão ở Việt Nam chậm dần từ Bắc vào Nam. Bão hoạt động mạnh nhất ở ven biển Trung Bộ. Trung bình mỗi năm từ 3 đến 4 cơn bão đổ bộ vào nước ta. Năm bão nhiều có từ 8 đến 10 cơn bão. Trung bình trong 45 năm gần đây, mỗi năm có gần 8,8 cơn bão. Hậu quả của bão ở Việt Nam đó là bão kèm theo mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, bão gây sóng to, dâng cao, làm lật úp tàu thuyền, gió bão làm mực nước biển dâng cao gây ngập mặn vùng ven biển bão lớn gió giật mạnh tàn phá cả những công trình vững chắc như nhà cửa công sở cầu cống cột điện cao thế v v phòng chống bão dự báo về quá trình hình thành và hướng di chuyển của bão khi đi trên biển các tàu thuyền phải gấp rút tránh xa vùng trung tâm bão hoặc trở về đất liền hay tìm nơi trú ẩn vùng ven biển cần củng cố công trình đê biển cần khẩn trương sơ tán dân khi có bão lớn. Chống bão kết hợp chống lục úng ở đồng bằng và chống lũ, chống sói mòn ở miền núi. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 65, sách giáo khoa, bài 15, địa lý 12. Câu 3. nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta, cần phải làm gì để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên tai này? Ở nước ta, động đất hay xảy ra ở vùng nào? Gợi ý trả lời các vùng thường xảy ra ngập lụt lũ quét hạn hán ở nước ta đó là ngập lụt ở vùng đồng bằng sông hồng đồng bằng sông cửu long và các vùng trũng bắc trung bộ và đồng bằng hạ lưu các sông lớn nam trung bộ lũ quét ở các vùng núi phía bắc suốt dãy miền trung hạn hán tại các thung lũng khuất gió như yên châu sông mã sơn la lục ngạn bắc giang mùa khô kéo dài từ ba đến bốn tháng ở đồng bằng nam bộ và tây nguyên thời kỳ khô hạn kéo dài đến 4-5 tháng. Ở vùng ven biển cực Nam Trung Bộ, thời kỳ khô hạn kéo dài từ 6 đến 7 tháng. Để giảm nhẹ các tác hại của các loại thiên tai này, cần phải quy hoạch dân cư tránh các vùng lũ quét nguy hiểm, quản lý sử dụng đất đai hợp lý, áp dụng các biện pháp canh tác trên đất dốc hợp lý, xây dựng các công trình thủy lợi hợp lý, các hồ chứa nước để dự trữ nước, tích cực trồng rừng và bảo vệ rừng động đất ở nước ta thường xảy ra ở vùng Tây Bắc, sau đó đến vùng Đông Bắc và vùng ven biển Nam Trung Bộ. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 65 sách giáo khoa, bài 15 địa lý 12, câu 4. Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Gợi ý trả lời. Các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường đó là đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu về đời sống con người, duy trì các quá trình sinh thái chủ yếu và các hệ thống sông có ý nghĩa quyết định đến đời sống con người đảm bảo sự giàu có của đất nước về vốn gen các loài nuôi trồng cũng như các loài hoang dại có liên quan đến lợi ích lâu dài của nhân dân việt nam và của cả nhân loại bảo đảm việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên tự nhiên điều khiển việc sử dụng trong giới hạn có thể phục hồi được phấn đấu đạt tới trạng thái ổn định dân số ở mức cân bằng với khả năng sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, kiểm soát và cải tạo môi trường. Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta Gợi ý trả lời câu hỏi trang 73, sách giáo khoa, bài 16, địa lý 12. Câu 1. Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Gợi ý trả lời tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường có những mặt thuận lợi sau có nguồn lao động dồi dào thị trường tiêu thụ rộng lớn có khả năng tiếp thu nhanh các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến các dân tộc đoàn kết phát huy truyền thống sản xuất tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế xây dựng đất nước văn hóa phong tục tập quán tuyệt đại bộ phận người việt ở nước ngoài đều hướng về tổ quốc và đang đóng góp công sức cho xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở quê hương mặt khó khăn là hạn chế cho việc phát triển kinh tế giải quyết việc làm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân gây sức ép đến xã hội tài nguyên môi trường sự chênh lệch về trình độ phát triển mức sống nhiều dân tộc thấp tạo nên sức ép đối với phát triển kinh tế xã hội bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường việc nâng cao chất lượng cuộc sống sắp xếp việc làm cho số lao động gia tăng Gợi ý trả lời câu hỏi trang 73, sách giáo khoa, 36, địa lý 12. Câu 2. Tại sao ở nước ta hiện nay, tỷ suất gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng? Nêu ví dụ minh họa. Gợi ý trả lời. Tỷ suất gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng. Đó là do quy mô dân số nước ta lớn nên tỷ lệ gia tăng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng. Ví dụ, Quy mô dân số 70 triệu người, tỷ lệ gia tăng dân số 1,5% thì mỗi năm dân số tăng 1,05 triệu người. Quy mô dân số là 84 triệu người, tỷ lệ gia tăng dân số là 1,31% thì mỗi năm dân số tăng thêm 1,1 triệu người. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 73 sách giáo khoa 36 Địa lý 12, câu 3. Vì sao phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lý? nêu một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian vừa qua gợi ý trả lời phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lý là vì dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa đồng bằng và miền núi giữa thành thị và nông thôn một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua đó là tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật về dân số và kế hoạch hóa gia đình xây dựng chính sách di cư phù hợp để thúc đẩy sự phân bố dân cư lao động giữa các vùng xây dựng quy hoạch và chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du miền núi phát triển công nghiệp nông thôn để khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nước đẩy mạnh xuất khẩu lao động đổi mới phương thức đào tạo người lao động xuất khẩu có tác phong công nghiệp